Hello anh em luôn em ơi, là mình thầy bé của chị em ơi. Bên này là bảo dưỡng Winner, xe của em trai này đến từ Đồng Tháp lên tới Mỹ Tho để bảo dưỡng cái nồi. Đầu tiên mình vừa xả nước mát là mình thấy có biến. Em trai nó sử dụng là nước suối luôn, không biết phải được nước suối không nữa hay là nước bung tên. Em trai này nó nói từ khi em làm cái nồi phần trước tới giờ chưa có thay nước mát lần nào hết. Thôi kệ đi, chuyện đó không đáng kể. Bây giờ tháo hết nguyên cái nồi ra để kiểm tra cho em trai ơi. Em nó nói trước đây em làm là nồi đậu, lá bố lá sắt gì cũng đậu, lò xo nồi cũng đậu luôn, cảm giác bóp con nó rất là nặng. Khi mình nghe em nó nói là xe này làm nồi đậu, chuyện đầu tiên tháo cái nồi ra là mình sẽ kiểm tra về cái núm ti con coi nó có bị cấn khuyết gì không. Những cái lò xo nồi đó nó quá nặng, rất dễ bị lúng những cái núm ti con, cho nên là chuyện quan trọng đầu tiên là phải kiểm tra cái núm ti con này. Kế tiếp là mình sẽ kiểm tra về cái cần ti con, cả hai món này cũng còn ok, chưa có dấu hiệu bị khuyết. Sau đó mình sẽ kiểm tra bạc đạn chịu ti con. Đây là ba món quan trọng giúp cho bộ nồi mình được cắt con tốt nhất. Đặc biệt những cái dòng xe Winner Sonic làm nồi đậu rồi thì rất thường xuyên bị hư cái bạc đạn này. Nếu tình trạng bạc đạn nó bị gơ lắc thì mình nên ưu tiên thay bạc đạn mới, nhưng bạc đạn của em trai cũng còn rất ok, cho nên mình sẽ tận dụng lại cho em nó. Sau đó mình sẽ tháo hết tất cả những chi tiết liên quan tới phần nồi của chiếc xe Winner này ra để kiểm tra coi cái món nào mình có thể tận dụng sử dụng lại cho em trai không. Đầu tiên mình tháo ra thì mình thấy đang sử dụng là lò xo nồi đậu nhưng mà không có hương hiệu gì hết, cảm giác bóp con rất là nặng. Em nó có nói thời gian trước em cũng có yêu cầu người ta làm nồi đậu luôn nhưng mà em không có nghĩ tới bóp con nó nặng như vậy, cho nên bây giờ em muốn trả về nồi viên. Ngoài ra anh thấy cái nào còn sử dụng mà được thì tận dụng giùm em, đặc biệt là cái lò xo nồi đậu này thì anh trả về viên giùm em, chứ mỗi lần đi trong phố bóp con là rất là mệt luôn anh. Sau khi kiểm tra về phần lò xo nồi xong thì mình tiến hành kiểm tra về phần mặt nhôm và lá bố lá sắt, coi trước đây người ta đã có tác động vật lý lên phần mặt nhôm này chưa để mình biết, mình đưa ra phương án để giải quyết. Vừa tháo ra tới phần này xong thì em trai nó lại hỏi còn tận dụng được gì không anh, thì mình nói với nó một câu thôi, hay hết luôn em, cái mặt thằng nhỏ buồn hiu nhưng mà mình giỡn thôi. Mình nói anh sẽ kiểm tra thông số kỹ thuật của cặp mặt nhôm, nếu cặp mặt nhôm của em chưa qua tiện vớt vẫn còn nằm trong thông số kỹ thuật cho phép thì anh sẽ tận dụng xử lý bề mặt ép lại cho em, cái gì cũng thay thì biết bao nhiêu tiền cho đủ. Lúc đó thằng nhỏ mới vui nổi, nhưng mà hên cho em trai là cặp mặt nhôm này trước đây người ta chưa có tiện vớt gì hết, vẫn còn rất là ok, vẫn còn trong thông số cho phép, sẽ xử lý gia công cho nó mất những cái đường khuyết này đi rồi tận dụng lại cho em trai nó xài. Ở phần lá bố, xe của em trai đang sử dụng là dòng lá bố FCCE. Dòng lá bố này trước đây cũng rất là hot, từ cái khoảng năm 2017-2018 dòng lá bố này đã xuất hiện, đầu tư và những giải đua xe rất là nhiều, cho nên mấy anh em thợ rất là nhiều anh em sử dụng cái dòng lá bố này, đúng là nó bốc thiệt. Nhưng mà sau thời gian sử dụng đã có một lá bị chốc bố, còn những lá còn lại thì bị cháy đen, không thể nào tận dụng lại cho em trai được. Còn về phần lá sắt, do ma sát trực tiếp với phần lá bố, độ ma sát quá cao cho nên nó dẫn tới tình trạng là cháy tím luôn phần lá sắt. Phần lá sắt này nó bị cháy tím dẫn tới tình trạng trượt cái lá bố, làm cho cái xe của mình không còn bốc nữa. Vì vậy là mình tư vấn cho em trai là thay bộ lá bố lá sắt mới. Sẵn là cái nồi thì mình rút ra kiểm tra lọc nhớt. Trong cái lọc nhớt này nó có quá nhiều cái mạt nhôm dính ở trong phần lọc nhớt. Mình sẽ vệ sinh khoang máy và lọc nhớt cho nó thiệt sạch sẽ để tránh những cái mạt nhôm này nó bơm lên đầu lọc làm ảnh hưởng tới chi tiết máy. Còn mạt nhôm sau khi mình xử lý xong không còn khuyết sọc như lúc ban đầu nữa, kèm theo mình sẽ điều chỉnh thông số kỹ thuật độ hở để cho ra bộ nồi có độ gơ con như lẹt 135-150, khắc phục tình trạng căng con trên xe Winner. Còn lá bố thì mình trả về cho em trai lá bố zin, do là nhu cầu của em trai không cần quá bốc. Một thời gian trải nghiệm nồi đậu đã chén rồi cho nên là em trai muốn trả về zin để đi trong phố nó nhẹ nhàng, vì em trai này không có nhu cầu đi tour hay đua bơi gì hết. Mình sẽ trả về bố nồi zin để nó chịu tải được lâu nhất. Lá sắt mình cũng trả về lá sắt zin, vì khi mình sử dụng lá bố zin rồi thì mình trả về lá sắt zin như vậy để hai cái mặt bố và mặt sắt nó đồng đều với nhau. Bề mặt của lá sắt zin nó vừa phải, vẫn có độ bắt tốt, không có quá nhám giống như là lá sắt đồ chơi. Khi mình sử dụng lá sắt đồ chơi thì nó sẽ dẫn tới tình trạng bào bố cực kỳ nhanh, làm hao mòn bộ bố, độ bền của bộ nồi không còn được lâu. Lò xo nồi mình cũng trả về lò xo nồi zin để bóp con nó nhẹ nhàng. Em trai cũng rất là chán nản về cái lò xo nồi đậu này rồi, cho nên là việc đầu tiên em trai yêu cầu mình là trả về lò xo nồi zin để khi đi trong phố có cảm giác thoải mái nhất. Cuối cùng thì mình châm nhớt thôi, chọn cho em trai dòng nhớt ZK. Cái dòng nhớt này chỉ có 130.000 một lít, vì mình mới vừa làm cái nồi xong sẽ có một số cặn bố còn sót lại, cho nên mình yêu cầu em trai đi khoảng chừng 500 cây là xả bỏ. Vì vậy mình chọn cái dòng nhớt tầm trung, sau 500 cây đầu tiên có thể sử dụng dòng nhớt nào thì tùy ý. Sau khi làm xong tất cả dòng Winner Sonic mình làm đều có độ gơ côn như là 135-150, vừa buông con là xe lăn bánh. Cảm ơn em nha, anh em nào có nhu cầu sửa chữa khắc phục bảo dưỡng cứ liên hệ cho mình ở Mỹ Tho Tiền Giang. Cảm ơn em rất là nhiều nha anh em ơi.